Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chia Xe Đạp. Vâng, và hôm nay em giới thiệu các bác một chiếc xe mang thương hiệu Mosso, địa hình, với tầm giá 5,9 triệu, được giá sở hữu bao tốt với những cấu hình xe phanh dầu, giảm sóc dầu rốc sốc, đùi trục rỗng và cặp Mayer cối lổ, rất tốt trong tầm giá. Vâng, em đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, xe có tông màu đen, điểm xám, màu đỏ rất là nổi bật cho các bác đi xe địa hình nhé. Em đi tổng thể khung hình xe cho các bác xem. Dòng địa hình của Mosso này đi rất là trường xe nhé các bác nhé. Đây, xe rất là còn sáng và bóng. Như em đánh giá thì tổng thể chiếc xe còn 90%, nước sơn vẫn còn đẹp. Những cái tông màu đỏ này là điểm nhấn luôn xe, đường chỉ đỏ rất là nổi bật cho xe. Xe màu đen thường thường là rất đi rất là khỏe xe các bác nhé. Xe làm từ hợp kim aluminum nhôm siêu nhẹ. Xe vẫn trước còn là rất là mới. Xe được trang bị với cấu hình Shimano 9 lít, 9 tầng lip. Và ba đĩa. Bên này là bên đĩa Alibio. Alibio này là trên đời của Antus và Tuley. Đằng trước có logo nổi của Mosso này, hình chữ M, tượng trưng như cả cánh rơi ấy. Cái này là biểu tượng của Mosso nhé, được làm từ hợp kim nhôm nổi. Đầu xe rất là nổi bật. Xe được trang bị với giảm sóc đốc sốc. Các bác biết thương hiệu đốc sốc là thương hiệu của Mỹ chuyên sản xuất về sóc rồi, rất là tốt. Và xe được chủ cũ nâng lên với cấu hình Mayer Logatech, cũng là bên thương hiệu Mỹ nhé, chuyên sản xuất Mayer, rất là nổi tiếng. Các bác có thể lên Google hoặc lên trên mạng tham khảo thêm. Cặp Mayer đôi, nguyên cặp của Logatech đây. Mayer sau đây, cũng là Logatech đây. Lốp Maxim, lốp có thấy vẫn còn rất là mới nhá. Bề mặt lốp rất nhiều gai, giúp cho các bác đi địa hình đồi núi bề mặt bám đường tốt hơn. Kích thước lốp là 26 x 1,95, lốp vẫn còn rất là mới đấy các bác nhìn không, nhìn rất là rõ đây. Mosso XC .7005, size bên size là size 17, tương ứng với ở size 44, thích hợp cho các bác bao size S, thích hợp cho các bác cao từ 1m6 đến 1m7. Đúng rồi, cổ điển của Mosso luôn này. Đây yên xe đây, yên xe có các chỗ cái vùng khu vực này nó lại làm bằng dạng như kiểu dòng mút cao su silicon ấy. Các bác ngồi rất là êm nhé, khá là khác biệt so với cái dòng yên trước đây. Mayer Logatech cối lổ đấy,
Các bác có thể nghe rõ BAM mày nó kêu như tiếng ca sầu kêu ấy. Rất là đanh. Xe được trang bị với đùi giữa thủng rỗng Alivio. Đùi giữa thủng rỗng này là giảm trọng lượng của xe nhé, rất thích hợp các bác địa hình đồi núi này. Bedan X đi vòng. Hạt đĩa cũng của Alivio. Shimano Alivio. Đây. Xe được trang bị với chủ đề và đúc Shimano Alivio luôn. Nguyên bộ vào nút của Alivio 9 tầng lít và 3 đĩa cho bộ chuyển động của xe 27 tốc độ. Và một sau đây đánh giá hoạt động chi tiết của xe. Lên lít này chuyển động rất là êm và mượt nhé. Xuống lít này xe này đi rất địa đình, đồi núi rất là mượt mà. Rồi bên đĩa này các bác, xuống đĩa này, lên đĩa này, chuyển động rất là êm dịu, nhẹ nhàng. Xe được trang bị với cặp Behringer Novatec cối lổ, nghe rất là êm tai. Trong thời gian trở lại đây thì bên em là xe bán rất là nhanh và các bác theo dõi một video thì không thể cập nhật hết được tất cả các cái xe hiện có. Ở bên em thì các bác vui lòng làm theo cách sau để cập nhật tất cả các cái xe hiện có bên em. Các bác vào ứng dụng Zalo rất là thông thuộc. Ấn vào phần cuối cùng. Đây là phần tin nhắn. Ấn vào phần cuối cùng là cái phần này. Và chọn tiếp theo là chọn cái phần mã quét mã vạch ở bên trên cùng như em ấn đây. Đấy là bước thứ hai. Và các bác tạm dừng màn hình. Các bác tạm dừng màn hình vào khoảng 2 giây để tiến hành quét cái mã này, quét luôn trên màn hình TV nhà các bác hoặc ở trên điện thoại của các bác. Cũng như em quét đang quét đây. Các bác giơ điện thoại vào cái phần quét mã vào thì Zalo nó sẽ bật ra một cái đường website là site.google kia sẽ đào, các bác ấn đồng ý để truy cập vào. Thì trong cái mã QR code này nó sẽ có tất cả các cái xe đạp em hiện có tại cửa hàng, ảnh còn là xe còn, mà xe đã bán thì sẽ không còn ảnh. Đấy, các bác có thể cập nhật tất cả các cái xe em hiện có, luôn luôn cập nhật mới trong cái QR code này. Các bác có thể tạm dừng màn hình khoảng 2 giây để quét cái mã theo cái ứng dụng của Zalo. Đấy, trong cái phần cuối và trong phần quét này. Và mọi chi tiết các bác có thể xem, muốn xem ảnh chi tiết thêm những cái xe nào thì các bác nhắn Zalo cho em 0975 709 943. Bên em hiện tại là chỉ nhận tin nhắn, không nhận cuộc gọi, bởi vì một ngày bên em rất là nhiều cuộc gọi và không có nhân lực để nghe điện thoại, các bác thông cảm. Ngoài ra các bác có thể tìm em ở trên Facebook Kiên Xe Đạp để theo dõi thêm những cái xe đạp hiện có. Vâng, chỉ với giá tiền giá thành là 5.900.000, các bác có thể hữu một chiếc xe hiệu Mosso với được nâng cấp cặp Mayer cối lổ của thương hiệu Mỹ Novatec và sóc dầu đốc sóc cũng mang thương hiệu của Mỹ, rồi đúc Alivio, đùi giữa thủng rỗng, rất tốt trong tầm giá cho các bác mua địa hình Mosso. Và các bác nào quan tâm thì con liên hệ em qua Zalo 0975 709 943. Xe với có giá thành là 5.900.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Họ bác lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp, ấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, em cảm ơn các bác và hẹn các bác vào trưa ngày mai. Vâng, bên em bán cũng ở đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật. Đây các bác thấy, rất nhiều đồng hồ. Các bác nào quan tâm thì lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, ấn đăng ký kênh và theo dõi kênh để xem chi tiết hơn. Vâng, hẹn các bác vào trưa ngày mai.